Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay anh em mình có dịp vào Thanh Hóa là anh em mình vào đến thăm cái lăng thành nhà Hồ mọi người nhá. Hiện tại anh em mình đang đến trước cổng thành nhà Hồ mọi người nhá. Đây mình sẽ đi chào mọi người nhá. Tham quan một vòng cho mọi người cùng xem là ngày xưa là xem là các cụ xây những cái cổng thành vĩ đại như này là như nào nhá. Cây nhãn này mấy trăm năm rồi. Đây cho mọi người xem này. Cây nhãn này, đây là cây nhãn này nó vào khoảng 700 năm tuổi rồi mọi người. Theo như các bác nói chuyện ở đây, người dân nói chuyện đây là cây nhãn này vào khoảng 700 năm tuổi. Đây này. Mọi người xem đá này. Đá bờ đá của mình luôn nhá. Một viên đá này. Viên đá quá đẹp luôn. Phẳng thế này. Sắp phẳng nghe. Đấy. Thì là theo cái gì mà trẻ đấy nhỉ? Kỹ thuật ngày xưa là đã có những cái kỹ thuật của các cái thợ thủ công ấy, người ta đục bằng tay nhá. Tay mà đá phẳng cơ. Thì bây để đi vào trong đi quay anh ấy quay cổng à. Không để mọi người chờ lâu nữa. Anh em mình sẽ đi qua cái bức cổng thành này là vào một triều đại của nhà Hồ ngày xưa nhá. Anh đi trước đi. Hồ Quý Ni nhá. Em quay. Hồ Quý Ni đúng không? Đúng rồi, Hồ Quý Ni. Tối nay anh em nào Thanh Hóa thì giao lưu cùng anh em mình nhá. Ui ôi, nắng rát người luôn anh ơi. Đang trước mặt mình là một công trình vĩ đại được thế giới UNESCO công nhận là di sản thế giới mọi người nhá. Anh ơi, cái đường vào cũng đặc biệt nhỉ, cái đường vào cũng đá xếp vào nhau ạ. Bây giờ tức là ngày xưa là chỉ có vua mới được đi cái cổng Long ấy nhá. Còn quan lại là đi ở cổng kia. Cái này là cổng chính. Họ Long Môn thì sao ấy. Chỉ có vua mới được đi cái cổng này. Thì hôm nay mình cũng thử làm vua từ ngày xưa như thế nào nhá. Cảm giác như nào. Nhất bác rồi đấy. Ô bên kia bằng gạch thật anh ấy ạ. Bên kia là bằng gạch này. Mọi người ơi. Đây mình quay nhá. Bên kia là bằng gạch cho người lính đi này. Còn bên này là cổng đá này. Ui đi vào vĩ đại luôn. Công trình quá vĩ đại luôn mọi người nhá. Anh ơi, sao người ta mài được hết hòn đá mà cho bằng nhau này nhỉ? Hòn đá to như này. Đây, mọi đây. Người ơi. Đấy nhá, mình sẽ giới thiệu cho mọi người qua loa về cái lịch sử như này. Nó tất cả các cái công trình này đều làm bằng tay mọi người nhá. Mình không hiểu là các cái thợ đá ngày xưa làm cách nào thì mình cũng đến khoa học bây giờ cũng chưa nghiên cứu ra ấy. Không biết là lấy cái gì để nó cái công trình nó ngang với công trình của kim tự tháp. Đúng rồi, giống kim tự tháp này nhỉ. Đây nó không có dùng một cái chất keo hay là cái gì cả. Đấy, nhá. Này, cho người xem khối đá to chưa? 15 tấn. Khối đá to chưa? Ui ôi. Tức là cái công trình này là cho người xem quay sâu bên trong nhá. Khoa học người ta đã về người ta nghiên cứu là nó nặng khoảng 15 tấn một khối. Đấy. Anh mở cái đầu anh ra sâu tít bên trong không? Không biết là nâng kiểu gì để lên đây mà lại vòng tròn này mà không có một cái chất. Đây mọi người, cái mái vòm này nhẵn luôn nhá. Cái gì là kết cấu đây? Ui có xẻ này anh này. Xẻ năm tổ đây luôn đấy. Đây mọi người. Ấy. Khối đá to này cho nâng lên mà sẽ khít nhỉ. Toàn bộ cái cổng ở đây là các hình rồng nhưng mà trải qua bom đạn của chiến tranh thì bây giờ nó cũng còn cái hình rồng mọi người nhé. Còn ở đây trước là nguyên cái hình rồng. Cái cổng này tức là chỉ có vua mới đi qua cái cổng này thôi. Còn lính là bên lính với quan là quan lại triều đình là đi hai bên cổng bên kia. Anh ơi, kia cổng đối diện kìa, đúng không? Đúng rồi, cổng đối diện kìa. Nhìn được kìa mọi người kìa. Đây là cổng hướng Nam cho mọi người nhá. Đây là anh em đang ở cổng Nam mọi người. Hôm nay anh em mình sẽ quay hết 4 cổng cho mọi người xem. Mát nhỉ anh nhỉ. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi mọi người. Hoa đá này, mấy mét luôn. Cái này là chỉ là một cái số bằng đất sét. Đất sét với này. Cái này là đất sét, đá bột. Tỏ thế nhỉ. Đất sét và đá bột. Mà sao lại bê được những cái tảng đá như này lại? Sao là xây vòn nó vậy mà nó tiếp tục nhau. Anh em mà nó phẳng. Anh công nhận thích nhỉ. Thề luôn nó phẳng nhá. Không có ghê. Không có ghê. Mọi người này, nó phẳng tí kỳ luôn này. Quay sát cho mọi người xem. Đây, quay sát cho mọi người xem nhá. Đây. Làm sao mà mài được mà xẻ được như thế này này. Rất là phẳng nhá, không có cái gì cả. Không có vữa như người này. Ôi nhá, mát nhỉ. Phẳng mát nhỉ. Quay những cái này. Này, cái mặt này. Không có một cái gì gọi là kết cấu được, đúng không? Thì là xếp. Đây, quay cho mọi người xem xếp không này. Xếp. Đây nhá. Nâng bên đây là tài cách đây 300 năm này. Tiếc một cái là bị lính bị đánh sập hết lâu đài bên trong này mọi người. Trải qua chiến tranh theo năm tháng đây mọi người, bên trong giờ thành đồng ruộng, nó đánh sập hết công trình bên trong này rồi. Nếu mà còn thì đẹp tuyệt vời lắm đấy anh nhỉ. Đây, đằng sau đây là một nguyên một triều đại của nhà Hồ mọi người nhá. Thì trải qua năm tháng thì giờ là dân tình thành ruộng đây. Đây mọi người xem này. Trước kia là nguyên trong này là đúng là một triều đại luôn. Nói một triều đại luôn đấy nhỉ. Đồi núi to luôn đi. Núi to đồng có đường lên như sao cánh kìa, đúng không?
Ở đây thì mình thấy một cái đường lên rồi thì anh em mình sẽ lên trên cái nóc này cho quay cho mọi người. Đi lên nóc đây. Đây mọi người nhìn hùng vĩ chưa? Thích cực kỳ luôn. Đấy, cổng đây là cổng của quan lại đi này. Đây là cổng của quan nha mọi người nhá. Còn cổng ở giữa là cổng của chúa. Đây. Nhìn thích nhỉ. À đây thì mình đã rõ cái đường lên. À đây rồi. Thì anh em mình sẽ lên trên này xem là quay toàn bộ cái cảnh một chiều đại. Tức là mình sẽ thuật lại một cái cảnh của một chiều đại của nhà hồ xem nhé. À đây là rất nhiều người, rất nhiều anh hùng nằm xuống đấy mọi người ạ. Đúng lên mặt thành. Đây nhá mọi người nhá. Mọi người để ý này, đá bên hông này. Lên cũng bằng đá luôn, cũng bằng bậc đá luôn. Hơi nắng quá mọi người. Nắng nhỉ anh nhỉ. Cảnh báo kìa, cảnh báo gì đây? Chị em phải có người lớn đi cùng. Nguyên cổng thành xây vòng như kiểu một cái đê luôn. Đây mọi người, xây bốn xung quanh luôn này. Bốn xung quanh luôn như kiểu cái đê luôn. Đây là chị em lên trên này. Ngày xưa đây là lập thành để cho không để bị công phá vào trong. Đây rồi ôi, quay xuống mọi người nhìn cao lắm, không phải đơn giản đâu mọi người ạ. Đây là rộng hết không ạ? Ui, nắm toàn cảnh luôn. Thích thế. Ui, nhắm trên này anh ơi. Mặt này. Trên này người ta làm rất đẹp nhá. Đấy. Nói cái thợ đá ngày xưa Việt Nam mình là cũng phải là có kỹ xảo đấy mọi người. Đây mọi người, thẳng lư này. Đấy, quay bốn xung quanh nhá. Đâu anh, từ nhà trên này có cái hồ chỗ này làm gì nhỉ? Nhưng mà đá này làm gì nhỉ? Đây cái này cái biểu tượng gì đấy, cái biểu tượng của thành. Cái này biểu tượng của thành 100% rồi. À cái này là cái bản đồ. À bản đồ của thành đúng rồi. Cổng các cổng. Cái mọi người thì nó rất là buồn cười nhá. Đây là một cái bản đồ của thành. Đấy. Đây là một cái cổng vào. Đường đi này anh ơi, đường đi này anh ơi. Em nói này, cái này nó cũng phải tương đương vạn lý trường thành ý nhỉ. Đây, em quay toàn cảnh đây là trong này toàn bộ đây là thành nhà hồ ngày xưa nhá mọi người nhá. Thì trước kia nó không có ruộng lúa vậy đâu. Trước kia nó không có cái ruộng lúa như này mà trong này là một triều đại đấy. Trong triều đại nhưng mà bị sen này chắc chắn là hồi trước của phủ vua đây nhỉ. Sen thì mình được biết là sau khi chiến tranh là đã bị bom mìn tàn phá là nó đã sập hết thành, còn một cái trường thành thôi chứ còn thành trong không còn. Mọi người ơi, tiếc không nhỉ? Nếu mà còn thì đẹp lắm ấy. Đây đường đi đi mọi người. Đấy tường thành. Đường đi tường thành luôn. Xẹp hết rồi, nó đánh xả hết rồi. Bom đánh xả hết. Nhìn từ trên xuống người cao lắm mọi người. Đây này, đằng trước là làng nhá. Để em đứng sát ở đây người ta có cho nhìn không? Có cho quay không? Có chứ, tự quay thoải mái. Đây mình ra sát ngoài quá. Không bước qua. Thôi, mình tôn trọng đi mọi người. Không nên bước qua chỗ này người ta đã nói rồi. Thôi. Thì giờ anh em mình sẽ lên cái cổng. Anh em lên cổng khác đi. Cổng bắc nào. Đây. Thì mọi người sẽ đi cùng anh em nhá. Thế mọi người nhá, thì như mình được hiểu biết qua lịch sử thì là muốn vận chuyển cái khối đá như thế này cổng thành, cái đá này đã ở xây được cổng thành ấy. Thì là con người ngày xưa người ta nghĩ ra là đây những cái hòn đi chi này đặt cái tấm đá lên bắt đầu vần, người ta vần tay mà cái này nó thay một cái hòn đi thì nó sẽ năn tròn đi thì người ta mới vận chuyển cái hòn đá này mọi người nhá. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng là đây, cái hòn đá này nó có công dụng nữa là làm cái pháo đá kéo lên kéo xuống. À, pháo bắn này nhỉ? À đây cái hình đây mọi người. Trước mặt là cái súng bắn đá này. Cái thứ hai, đây cái này là cái đối trọng. Cái này cái đối trọng để cho nó cái hòn bi nó bay xa. Đối trọng. À nó giật xuống nhỉ? Khi nâng xuống hạ lên là nó bật. Nó bật lên coi như cái này có tác dụng là để cho bắn cho nó xa. Công phá đúng đây, mô hình tạo đấy súng bắn đá này, cái này gọi là công trình súng bắn đá rồi này. Hôm qua chỗ này để xem chân dung Hồ Quý Ly nhá. Anh ấy có ảnh hết ngày trước này. Đây mọi người ơi, đây này, cái ảnh ngày trước này. Toàn bộ triều đại bên trong như này, bên trong như này chứ không phải ruộng lúa như kia đâu. Đây mọi người nhá, kín luôn này chứ không phải là ruộng lúa đâu. Không phải ruộng lúa như mọi người từng thấy bây giờ nhá. Đây một cái ảnh này. Đây. Đấy, trước là cây này. Đây này mọi người, cây này. Trước có cây này nhưng mà trải qua là 5 tháng là bom đạn là giờ là không còn cây nữa mọi người nhá. Anh ấy có hồ đẹp không này? Đấy trong hồ. Đây mọi người ơi, hồ đây này. Thành nhà hồ. Đấy. Trong nhiều hồ lắm đấy. Nhưng mà cái này đây này, pháo này anh này, pháo này. Ui. Ui súng bắn đấy. Thần công.
Đây mọi người, trước mặt mọi người đây là chân dung của Hồ Quý Ly nhá. Em đứng ở giữa này. Đây để em quay giữa nhà, em quay cả cái súng này, nó hoành tráng này. Tức là đây là chân dung của Hồ Quý Ly mọi người nhá. Đấy, từng là một triều đại của Việt Nam này. Tức là cái triều đại nhà Ngô. Ông Hồ Quý Ly này nó cũng lập ra triều đại nhà Ngô ấy. Thế là theo lịch sử có lẽ là nếu mà bạn nào mà có yêu lịch sử thì cũng hiểu, biết thêm chứ thì có thể là sẽ đọc qua những cuốn lịch sử đấy để hiểu rõ nhá. Đây là cái súng. Quay gần cho mọi người xem cái súng nhá. Cái súng này gọi là súng thần công. Đây này. Không sờ hiện vật. Không sờ hiện vật. Cái này là không sờ hiện vật nhé. Cái này bắn dao mình cũng nên sờ một tí. Nha. Súng này không biết bắn kiểu gì này. Đấy, bắn vào cái đạn đấy. Biết là đạn thì giống đây là mô hình ạ. Tôi nghĩ là bắn để chúng ta để bắn được. Chắc là có châm đây. Khói đằng sau, châm lửa đằng sau. Tức là nếu như ngày xưa ấy là đặt cái đặt cái hòn đá vào đây. Thế là có cái thuốc súng người ta rồi đây này, đây có cái ngòi đây. Khi mà nó nổ bùng phát Châm thuốc nổ ở đây, khi nó đổ cái nó đẩy thế nên là nó còn đi thì nó bắn ra ngoài. À vậy là toàn vấn bằng đá hay nhỉ? Bắn bằng đá. Người ta dùng thuốc nổ con đạn, mà còn ngày xưa nó cũng có đạn đồng, đạn chì mà chỉ có đạn bằng đá thôi nhá. Anh sẽ quay theo cái... Ui nhiều lắm. Đây mọi người ơi, ui đẹp chưa này. Lóa quá mọi người ạ, nó bị lóa đưa mình quay. Đây đầu rồng, đầu kê, đầu phượng, đây đầu phượng. Này nhìn thì đầu phượng. Tức là con người ngày xưa nó biết là lấy rồng với phượng làm biểu tượng của vua chúa mọi người nhá. Đấy, người. Ui, thì anh em mình có thể là sẽ quay sơ sơ cho mọi người xem ý. Tại vì video nó chỉ có thời lượng thôi. Đây là đất Nung với mọi người nhỉ. À đây vì chữ vẫn còn ngày xưa này. Đây là những cái hiện vật còn lại ở cái bảo tàng này nhá mọi người nhá. Được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đây là cái cuốn sách cổ. Chiếu thư đây, chiếu thư. Đá, đây này. Chiếu thư đây, chiếu thư dựng năm 1920. 1920, kinh nhỉ. Đi việc trùng tu miếu Bình Vương và việc lập bia. Đấy. Đấy là trùng tu lại. Đi lại cái thời gian là trùng tu. Cái này mình không biết chữ nho này, mình dịch. Không, cái này là chữ nô. Chữ nô. Không biết chữ nô, mình không hiểu chỗ đây là chữ nô. Đây mọi người, dưới này. Cổ lắm, toàn cổ không như anh nhỉ. Đây bên này, quần nhiều lắm mọi người ạ. Quay những cái hiện vật này. Cái này trình độ bố trí. Tức là cái này người ta để lưu lại cái trình độ bố trí của Việt Nam này. Đây mọi người. Đầu ngoái ống trang trí mặt bè thế kỷ 15 đến 18. Shot lại thấy không? Bom đạn thế nào cũng hết rồi, 15 18. Quay ngang cái này cho mọi người xem. Đúng rồi, cái đấy người ta còn toàn bộ đồ dao luôn này. Những cái này là đồ đá của ngày xưa. Đồ đá ngày xưa. Đấy. Ui đơn giản như này thế này mọi người này. Chắc khai quật thành nhà Hồ. Đây. Cái này là đinh nhá. Đinh. Đấy ngày xưa các cụ đã biết sản xuất ra cái đinh. Đây em quay cái này là nó dễ nhìn được. Còn cái này là cái gì đấy? Cái này là cái gì? Chì lưới. Chì lưới để làm gì nhỉ? Ăn lưới đánh cá. Lưới cá. Đây mọi người, chì để làm lưới đánh cá đúng rồi. Chì lưới đánh cá này thấy không? Đấy này con người ngày xưa đã từng phát hiện. Hai bát cổ đây. Còn toàn bộ những cái này là cái để người ta khai thác đá mọi người nhá. Đấy, khai thác đá này. Về vũ khí đánh nhau này. Đây, quay xem. Đặt chưa? Ui dồi ôi, bát này giờ, ui đá. Anh em, bát này của vua thôi. Dạng như đá hay bằng thạch. Đồ dựng thế kỷ 14, 15. Đồ dựng thế kỷ 14 này, ngũ đá nguyên khối đục ra đâu không ạ? Đục đẹp như này, ngọc đấy. Anh ơi, có khi tắt cái flash này đi để cho nó còn bị lóe lại này. Đúng không? Tắt đi nhá. Rồi, đấy, quay cho mọi người dễ nhìn. Gốm sứ thời đây cho người xem này, thời vua chúa bát thế kỷ 14-15 này, đẹp chưa? Đây mọi người đẹp thế nhỉ? Phải nói là con người mình từ ngày xưa đã biết làm nên những cái tuyệt tác nó để lại cho muôn đời cho con cháu này đúng không? Bây giờ mà mình đào được cái này là nhiều tiền lắm nhỉ? Này bát, cái bát này người ta cố tình làm màu này chứ màu nội màu kia vậy? Cố tình mà cái men gốm sứ. Men gốm sứ ngày xưa mà anh. Gốm sứ ngày xưa mà. Ra này em quay cái bên này nữa này mọi người. Toàn đây là toàn những cái đồ cổ mọi người nhá. Ui giời ơi, cái bát này. Nếu mọi người mà có ai mà có hoa văn này. Ai mà có dịp mà đang ở Thanh Hóa thì có thể là anh em sẽ giao lưu được với mọi người nhá. Đâu cái bát này vỡ rồi, về sau người ta làm lại này. Đây là người ta gắn lại gắn vào có anh chứ đâu có cái nào hoàn toàn đâu. Thì nó vỡ rồi. Nó vỡ rồi cho người ta dựng lại hiện trường. Anh bảo như bom đạn với lại các thứ người ta phải khắc chế khắc phục. Ngói này, cái này là mùi gì đấy? Ngói đầu đao. Ngói đầu đao này là như kiểu cái miếu ấy. Bên ngoài đấy. Bên ngoài cái đầu bốn góc ấy. Tùy cũng xứ người chưa đẹp nha. Cái này cũng thế kỷ 14-15 đấy. Đây này, bên dưới này mọi người. Rất tiếc là nó đây đầu rồng đấy rồi. Đây. Đây mọi người. Cả chép có rồng. Đầu rồng. Đầu rồng luôn đây đầu này. Đầu rồng thế kỷ 14-15 chứ. Đây này. Sao đầu rồng nhìn như kiểu đầu cá chép vậy? Đúng, nó vỡ rồi. Nó bị vỡ rồi. Còn nguyên trạng. Đâu còn đầu với lại ấy đâu anh. Nó vỡ. Còn nó cái mồm đúng không?
Đây thì anh sẽ quay cho mọi người cùng xem. Cái này là cái gì? Cái này sập đúng rồi. Cái này thì nó sập đúng rồi mọi người. Đấy. Ná đè trang trí. Ná đè cân đây mình đấy nhá. Còn cái này là cái gì đây? À đây là lá bồ đề này. Đề cân là bồ đề. Không người xem cái này cái gì đấy? Ủa cái này cái gì đấy? Không có cái gì, con gì, con chim à? Cái này trên không, đây không có chim. Kiểu là cái tiểu ấy. Đây là cái phượng, cái khủng gì nhưng mà không người ta không biết tên, người ta không có ghi đâu. Đâu thấy vuông vuông này thì nghĩ là cái tiểu hồi xưa ấy. Tức là cái này người ta không biết tên cái gì nên người ta không ghi đâu, người ta chỉ đào được thôi. Người ta chỉ đào đây mọi người thì đây trước mặt mình đây là lá bồ đề này. Ná đề cân trang trí hình rồng thế kỷ 14-15. Mọi người thấy không? Đề này cũng là hai loại đề này. Cũng một lá tròn, lá tròn, loại lá dài này, cái bồ đề em. Đây thì đây là những viên ngói cổ nhá mọi người nhá. Đây là gạch lát nền. Gạch lát nền. Đấy là gạch lát nền nhá, thời viên đá hoa mình thôi nhá. Thời triều đại nhà Hồ mọi người nhá. Đấy, tất cả những cái công trình này anh em. Tức là lên video thì mình sẽ có thể là sẽ quay tóm tắt. Còn mọi người muốn hiểu thêm về cái lịch sử Việt Nam mình ấy thì mọi người có thể là sẽ vào vào trang lịch sử nhá. Đấy, đây toàn bộ là cái gạch xây của thời triều đại nhà Hồ ngày xưa mọi người nhá. Đây mọi người thì nó có cái một cái đặc biệt là toàn bộ những cái gạch này đều có chữ nôm ngày xưa là hay là cái dấu đóng ở đây nha mọi người nhá. Đây là một cái dấu. Chắc là những cái theo mình nghĩ là những cái gạch này chỉ có trong triều đình mới có thôi nên người ta đánh dấu ở đây mọi người. Đấy. Đây là toàn bộ những cái triều đại ngày xưa người ta chụp lại nha mọi người. Đây phòng chiến quân sự này. Đấy phòng quân sự ngày xưa là đánh nhau đấy. Đấy quân sự đánh nhau đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Ngày xưa mình còn ngự đây bắt đầu chiến tranh người ta bây giờ ấy là tàn phá đi. Đây này lấy đá tập ở đâu đây này xa rồi. Đây mọi người nhá, thì như mình đã nói đây, thì toàn bộ đây là những cái đồ gốm sứ đồ cổ của dân tộc Việt Nam. Trong đựng tiền. Tiền. Đây đúng là toàn tiền thôi. Đây là nguyên một hũ tiền đầy luôn nhá. Hũ tiền đầy luôn này. Toàn tiền cổ thôi. Toàn tiền cổ ngày xưa đấy. Hũ tiền ấy. Tiền này tiền thời nhà Hồ ấy mọi người này. Mình được một cái này. Nhưng mà nó quý cái là cái bình này. Dân quý cái là cái bình này, là cái họa tiết rất là đẹp mọi người nhá. Đâu khoa học người ta đào được thì người ta phải để im vậy chứ. Đây mình quay một vòng cho mọi người xem. Là nhà nước quay cọc, quay quật thành nhà Hồ. Ủa cái này là cái gì đây? Ủa cái gì đây? Cái này đầu rồng à? Hay là hai đầu đao chém? Hay máy chém? Đầu rồng à? Đầu rồng đá triều trần này. Ui đây mọi người thì xem này. Nguyên một cái đầu con rồng đang ngậm ngọc luôn nhá mọi người nhá. Khắc đá, khắc đá. Đây này, mình sẽ quay cái này cho mọi người xem. Đầu rồng đá triều trần này. Ồ, thế kỷ 14-15. Tưởng tượng phong phú hết nhỉ. Tức là ngày xưa là con người đã biết lấy những cái biểu tượng rồng rồi. Gắn lại người này vỡ rồi người ta gắn lại. Đúng rồi, cái này là người ta phục hồi. Còn đây như lúc nãy mình đã quay cho mọi người biết đây là cái đá, toàn bộ bằng đá. Toàn bộ là bằng đá nhá. Đấy là kia là cái máy bắn này. Đấy là cái máy bắn theo ngày xưa người ta dựng lại. Mọi người thì có lẽ là video của anh em sẽ kết thúc tại đây nhá. Mọi người nếu mà xem thấy hay nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh cho anh Kim Vlog này nhá, cho tất cả mọi người nhá.